nhá. Đây, hôm nay lên sóng cho các bác em họ mi tam hoàn các bác nhá. Chân mỏ vàng ươm các bác. Hàng này bao tất cả các loại dàn các bác nhá, phần 100% rồi. Mỏ thì ra như một cái máy khâu các bác nhá. Nói chung hàng hiếm các bác. Hàng hiếm nhá. Đuôi lá vả các bác. Đấu xòe các bác nhá. Hàng bao dàn các anh em. Mời anh em xem quả mắt của em nó nhá. Ý, các bác nhìn quả mắt này. Quá đẹp luôn các bác. Đây là một con chim cách đây năm 2019 các bác nhá. Năm 2019 là đã ăn cờ nhá các bác nhá. Ăn top 10 Thanh Trì. Đấy và xong rồi em nó bị bỏ bê các bác nhá. À, bây giờ em sưu tầm được về chia sẻ cho các bác. Chim này vừa ra khỏi học xong các bác nhá. Mắt này các bạn ơi. À, không dám nhìn vào đôi mắt ấy các bạn. Này các bác nhìn này. Em nó không hề có mái mủng gì đâu các bác nhá.
Thôi xin chào tất cả các bác nhé, em cho em nó nghỉ đã. Rồi là chiều nay hoặc mai em sẽ quay clip lên full HD cho các bác xem nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.